Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Kênh của mình thì chuyên về một số dự án kiếm coin free các bạn nhé. Dự án hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó là một cái dự án iROP của một cái dự án game NFT các bạn nhé. Dạo này game NFT đang làm cái trend khá là hot. Chúng ta có thể vừa chơi game vừa có thể kiếm tiền được ấy. Cái dự án này thì cũng đang có một cái chương trình iROP nha mọi người. Đấy, chúng ta sẽ check một ít qua cái thông tin của dự án nhé. Dự án này thì chúng ta sẽ chatbot nha mọi người. Đây. Game Guardian iROP nha. Thì mọi người sẽ chatbot theo hướng dẫn của mình nhé. Mọi người sẽ ấn vào Start và ấn vào Join iROP. Ở dưới thì mọi người sẽ thấy những cái nhiệm vụ của nó ở đây. Những cái nhiệm vụ này thì là những cái nhiệm vụ các bạn thấy cái chữ Require này thì là bắt buộc nhé. Còn cái chữ option này thì các bạn tùy chọn nhé. Làm thì chúng ta sẽ nhận được thêm thôi. Đấy, chúng ta ấn vào register, nó hiện ra cái radio thì chúng ta sẽ tích vào cái hình ảnh. Sau đấy mọi người dán email và chúng ta sẽ dán ví BSC mọi người nhé. Mình nói khá là to nhưng mà tại sao một số bạn lại bảo không nghe thấy cái gì? Mình chả hiểu các bạn bị điếc hay là thế nào ấy. Đây mọi người sẽ dán cái ví vào nhé. Với lại mình đang đi làm ấy, vừa làm vừa ghi video cho anh em ấy, cho nên mọi người cũng phải thông cảm nhé. Tại vì cũng không gào to lên được, người ta bảo thằng đấy bị điên ấy. Nó tự dưng thấy nó nói một mình chẳng biết nó nói cái gì luôn. Nghe cũng không hiểu mà tự dưng thấy nó nói cứ ầm ầm. Hóa ra thằng này nó bị điên. Như kiểu gọi là bây giờ là đang như kiểu là làm trộm ấy mọi người, tức là như kiểu mình ăn cái gì ăn trộm ấy mọi người. Đấy, nói cũng phải nói trộm luôn đấy mọi người, chứ không có phải người ta cho mình làm như thế này đâu. Mình làm là mình làm dấu mà. Đấy, chúng ta sẽ theo dõi Twitter nhé, xem nó bảo Red Twin tắc tiếc gì không. Theo dõi Twitter, Red Twin lại pin ở post thôi. Ok. Mọi người vào profile nhé, các bạn copy lấy cái link này cho mình. Dán vào đây. Ở Red Twin Link vẫn bắt đã. Thế bảo mẹ từ đầu đi. Nếu mà Red Twin Link thì mọi người sẽ phải ghi cái bình luận của mình ở đây nhé. Để nó thành một cái link status của mình nhé. Đấy, nếu mà mình Red Twin không thì nó sẽ không có cái chữ status của mình. Đây, thì các bạn sẽ đán vào đây. Ở đây thì chúng ta sẽ theo dõi Medium nhé. Một số bạn mà vào trong Medium mà không thấy nó hiện ấy thì mọi người sẽ phải bật cái 2FA lên, VPN lên nhé, fake. Đây các bạn ấn vào flow xem nó có bảo cái gì nữa không nào. Theo dõi thôi gì. Rồi ok. Mọi người vào phần profile nhé. Chúng ta sẽ copy lấy link profile. À, chắc các bạn phải ấn vào I have joy trước nhé, sau đấy thì mới dán link nhé. Đấy, thế này nó mới chấp nhận này. Theo dõi YouTube và click vào I have joy. Đây. Đấy. Ví dụ đây chúng ta ấn đăng ký nhé. Đấy, chúng ta vào phần profile nhé. Ơi mạng ơi là mạng ơi. Tôi có cần ông phải ở thế này đâu. Chúng ta sẽ copy lấy link profile dán vào đây. Nếu mà không thì mọi người ấn vào skip đi nhé. Cái này thì join channel này thì mọi người ấn vào join cho mình, sau ấn quay lại ấn vào I have a join rồi. Join. Các bạn copy lấy Twitter này, mọi người sẽ vào trong Twitter. Đây là cái panel của nó nha các bạn nhé. Nó yêu cầu là theo dõi bạn Twitter, Redwin và cái click I have a join button. Ok. Các bạn vào trong cái start này, có một cái link của cái dự án đấy. Ở đâu vậy? Không thấy đâu luôn. Stop IDC. Trời ơi, ở đâu? Rồi, Redwin là cái này cũng được. Rồi, coi như là xong cái dự án này nhé. Thì các bạn chỉ cần bây giờ là các bạn copy lấy cái link thôi. Đây, nó cho một cái link thì chúng ta sẽ copy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia để nhận thêm nhé các bạn nhé. Dự án này sẽ nhận tối đa là đây
5 game tương đương với khoảng 5 đô la và 0,2 game trên 0,2 đô la trên một rep nhé. Con này cũng thấy cho khá là ít, nhưng có những cái dự án nó nói là 5 đô nhưng mà nó lên được 50, 100 đô cũng có. Có những cái dự án nói là một hàng nghìn đô la nhưng cuối cùng lên không có được đô la nào luôn. Đấy, cho nên mọi người cái thông số mà nó cho các bạn này thì chúng ta chỉ là lấy cái thông số để mà tham khảo thôi mọi người nhé. Đấy, cho nên mọi người cũng không cần phải đặt quá nhiều áp lực vào cái chuyện là nó cho 5 đồng và 1 đô hay 5 đồng là 1.000 đô nhé. Đấy, một số bạn cứ lên, tại vì mình cứ để link video ấy, ví dụ là kiếm cái đồng này 100 đô thì nó ghi là 100 thì mình ghi 100, phải không? Lên các bạn bảo ui dồi nói phét thế này thế nọ thế kia, ủa, quan tâm đéo làm gì lắm đấy, phải không? Trời ơi, nghĩ ít đi cho nó thoáng cái đầu ra, cái đầu nó mới nhảy số được. Trời ạ, cứ quan tâm, không biết là mọi người cứ xem xét rồi xét nét gì những cái như thế nhỉ? Nó là những cái rất là vô bổ ấy, nói chung là thế. Không cần gì phải quan tâm đến cái đấy. Nói chung là các bạn làm về và coi về ví của mình, sau đấy nó lên sàn và giá được bao nhiêu, đấy là tự các bạn biết nhá. Không cần phải nhiều quan tâm nhiều quá như thế cả, cho nó mệt ra nhá. Đấy, ok, như thế là đã xong cái dự án này nhá. Mình sẽ để link bên dưới cho các bạn cùng tham gia. Các bạn nhớ đăng ký kênh Telegram của mình để mình sẽ update cho những bạn cái airdrop mà mình đã hướng dẫn nhá. Có rất là nhiều cái update mà các bạn cần phải theo dõi, vì thế cho nên là mọi người nhớ theo dõi kênh của mình nhá. Để mình sẽ update liên tục cho mọi người, nếu mà có lên sàn hay cần thêm cái gì hoặc là cần điền form hay là làm cái gì là mình đăng hết lên đây này. Đấy, với lại kênh YouTube của mình nhá, là kênh Anh Kỳ MMO này. Đấy, các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông lên mọi người nhá. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.